bài thuốc viêm họng, viêm amidan Đỗ Minh Đường, giải pháp đặc trị hàng đầu. Xin chào mọi người, tôi là bác sĩ Lâm Anh, hiện đang công tác tại nhà thuốc Nam Gia Truyền dòng họ Đỗ Minh Đường. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn phương pháp lê gừng hấp với cả đường phèn để điều trị cái tình trạng viêm họng, viêm amidan dành cho những các bạn bé. Và phương pháp này sẽ cần một số cái nguyên liệu bao gồm: thứ nhất, nguyên liệu chính là lê, gừng tươi và đường phèn. Và chúng ta sẽ chuẩn bị một cái nồi nước ở trên bếp để đun sôi. Và như các bạn đã biết, đối với cả là gừng thì nó sẽ có là tính nóng, ôn ấm, tác động trực tiếp vào chức năng của tạng phế để giúp nâng cao cái hệ thống miễn dịch, sức đề kháng, đồng thời là tiêu dịch, tiêu đàm, đào thải cái dịch viêm có trong họng hay là mũi xoang. Còn đối với cả lê, lê thì có cái tính có vị ngọt nhưng nó có cái tính vị hơi chua và có cái tính mát, sẽ tác động trực tiếp vào cái phế để giúp cho cơ thể của mình là nâng cao cái hệ thống miễn dịch, điều trị tình trạng viêm họng, ho, nhất là những cái trường hợp có ho khan, ho có đàm hay là ho gió. Với phương pháp này thì đầu tiên các bạn sẽ cần phải sơ chế những cái nguyên liệu của mình sử dụng. Thứ nhất là gừng, các bạn sẽ phải rửa sạch, cào vỏ và chúng ta sẽ thái sợi. Và sau khi chúng ta đã sơ chế xong gừng thì chúng ta cũng sơ chế lê luôn. Lê thì tôi đã gọt sẵn một quả lê ở bên ngoài rồi. Lê này như tôi có nói, ngoài tác dụng là nhuần phế ra thì nó có cái chất xơ và rất là giàu vitamin để nâng cao cái miễn dịch cho các bé. Thì lê chúng ta sẽ thái hạt lựu các bạn nhé. Thì vì chúng ta đang sử dụng cho các bé nhỏ thì thái nhỏ các bé sẽ dễ sử dụng hơn. Vâng, sau khi chúng ta đã thái hạt lựu với cả lê và thái sợi đối với cả gừng thì chúng ta sẽ cho vào nguyên liệu vào một cái bát để chuẩn bị hấp cách thủy. Và với phương pháp này thì sẽ rất là tốt cho những bé nhỏ và kể cả những các bạn thanh niên, người lớn hay là đối với cả là những người lớn tuổi ấy cũng có thể áp dụng cái phương pháp này nhé. Đấy, và chúng ta sẽ cho đường phèn vào. Đường phèn thì nó có tính ngọt và cái tính năng là tính bình, sẽ tác động trực tiếp vào cái tỳ và phế để điều trị trong những cái trường hợp là viêm phế quản này, viêm họng này, đau rát họng này, và nó còn giúp cho làm cái chất dẫn trong cái những cái phương pháp dân gian, giúp tăng cái tính năng của những cái phương pháp dân gian nhé. Và đây là cái nguyên liệu mà chúng ta đã làm được, chúng ta sẽ trộn đều nguyên liệu lên. Chúng ta sẽ cho vào nồi để hấp cách thủy. Lưu ý là chúng ta chỉ hấp trong thời gian tầm 15 phút thôi nhé. Sau khi mà cái nguyên liệu chúng ta hấp đã được rồi, sẽ cho bé sử dụng hàng ngày và nên cố gắng sử dụng cái phương pháp này liên tục trong thời gian là 3 ngày liên tiếp. Và mỗi một ngày mẹ cho các bé uống từ 2 cho đến 3 lần. Vâng, ở trên thì tôi đã hướng dẫn phương pháp để điều trị viêm họng, ho, viêm amidan bằng lê, gừng hấp với cả đường phèn. Với phương pháp này thì chúng ta rất dễ để có thể tìm kiếm và thực hiện, và cũng dễ, các bé cũng dễ sử dụng nữa tại vì nó có cái tính ngọt của lê với cả đường phèn. Tuy nhiên, các mẹ cũng cần phải lưu ý, phương pháp này sẽ áp dụng đối với những cái trường hợp là viêm họng, viêm amidan cấp, ho cấp. Còn những cái trường hợp mà viêm mãn tính, tái phát lặp đi lặp lại nhiều lần, thì ngoài cái phương pháp sử dụng bằng cái mẻo dân gian mà tôi vừa nói, thì chúng ta cần phải sử dụng thuốc để điều trị dứt điểm tình trạng bệnh, để tránh những cái biến chứng sau này cho các bé. Tại nhà thuốc Nam Gia Truyền của dòng họ Đỗ Minh Đường, hiện tại nhà thuốc tôi đang sử dụng bài thuốc theo bí quyết 150 năm, và bài thuốc sẽ rửa theo cái mức độ tình trạng bệnh của mỗi người
để có thể gia giảm những cái vị thuốc phù hợp. Và nhóm thuốc chính để điều trị cái tình trạng bệnh này là thuốc đặc trị viêm họng Avedan ho và thuốc giải độc chống viêm. Bản chất của bài thuốc là cái thuốc được bốc thang, nhưng nhà thuốc có hỗ trợ sắc đóng thành cái giảng cao như hình ảnh tôi có cầm lên cho các bạn đây. Đây là cái lọ thuốc mà bệnh nhân đã đặt để sắc và nấu thành cao, đóng trong hũ thủy tinh như này. Mỗi lần uống thì chúng ta chỉ cần xúc thìa cho vào một cốc nước nóng để hòa tan ra. Các bé sẽ rất là dễ uống. Và bài thuốc thì được chiết xuất hơn 50 vị thuốc ở bên trong như thương nhĩ tử, kim ngân hoa, bồ công anh, cắt cắn, cắt căn. Và bài thuốc này sẽ giúp cho tác động vào trực tiếp cái căn nguyên của bệnh lý. Nếu tình trạng của các bé nhà mình đang gặp các vấn đề liên quan về viêm họng, viêm Avedan, có thể liên hệ trực tiếp đến nhà thuốc Nam gia truyền dòng họ Đỗ Minh Đường tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở 1, số 37A, ngõ 97 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội, cơ sở 2, số 179, đường Nguyễn Văn Thương, phường 25, quận Bình Thạnh. Hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến hotline của nhà thuốc 0984 650 816, và liên hệ trực tiếp đến fanpage của nhà thuốc Đỗ Minh Đường. Facebook của nhà thuốc đều có tích xanh. Bài thuốc viêm họng, viêm amidan Đỗ Minh Đường, giải pháp đặc trị hàng đầu.